Xin chào cô chú anh chị và các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Thì cũng như hàng năm, vào ngày mùng 10 tháng Giêng được chọn là ngày vía thần tài. Đây cũng là một phong tục rất là tốt, với hy vọng một năm gặp được nhiều may mắn, thành công và hạnh phúc. Thì ngoài việc mua sắm vàng để cầu may, thì bên cạnh đó mình có thể tự tay làm những chiếc bánh tại nhà, như là bánh thổi vàng hoặc là bánh từ những cái đồng tiền xu. Và đặc biệt hôm nay mình chia sẻ đến cho các bạn cái cách làm bánh bao hình trái đào tiên. Bánh vừa ngon mà vừa đẹp mắt, mình có thể tự tay làm ngay ngày vía thần tài. Nếu các bạn yêu thích cách làm này thì mình mời các bạn cùng làm chung. Còn video mình chia sẻ các bạn xem thấy hay và hữu ích thì cũng đừng quên đăng ký kênh, bấm chuông để tiếp tục theo dõi mình. Còn bây giờ không để các bạn chờ lâu, mình cùng nhau làm món bánh bao đầu tiên để mừng ngày vía thần tài sắp đến nha các bạn. Thì để làm được món bánh bao này, bên đây mình cần chuẩn bị là 300g bột mì đa dụng, 50g đường bột và một muỗng cà phê bột nở. Đây là bột nở baking powder giúp cho bánh nở xốp. Còn bên đây là mình sử dụng men nở nè các bạn. Đây là cái hiệu men nở mà mình mua nè. Các bạn có thể tìm mua ở siêu thị hoặc là tiệm tạp hóa nha. Sử dụng 5g và hương vani dạng nước, mình có thể thay bằng dạng bột. Đây là cái màu hồng từ quả thanh long mình đã pha cùng với sữa tươi không đường, lấy là 150ml. Công thức mình ghi dưới phần mô tả để cho các bạn tìm xem. Thì làm món bánh bao này giúp cho bánh của mình được mịn thì mình nên rây bột qua nha các bạn. Đầu tiên là mình sẽ rây cái phần đường. Đây là đường bột hoặc là các bạn có thể thay bằng đường cát. Đường bột thì sẽ giúp cho cái bánh của mình á, mình nhồi sẽ nhanh tan. Tiếp theo là mình sẽ rây cái phần bột mì vào. Mình sử dụng bột mì đa dụng. Rồi mình sẽ rây hết 300g bột mì đa dụng vào một cái thau như vậy. Thì sau khi mình rây hết phần bột và đường vào một cái thau như vậy, tiếp theo là mình sẽ cho 5g men nở khô. Thì cái loại men này cũng không cần phải kích hoạt nha. Rồi tiếp theo là mình sẽ cho vào đây là nửa muỗng cà phê muối cho có cái vị đậm đà, giúp cho bánh được thơm ngon hơn. Thì mình cho vào đây là một muỗng cà phê hương vani. Mình ở đây sử dụng dạng nước, các bạn có thể thay bằng dạng bột. Thì mình đã lấy nửa quả thanh long mình ép ra nè các bạn, để có được cái màu hồng từ quả thanh long nha. Pha cùng với sữa tươi không đường. Mình lấy cái lượng nước ép này khoảng là 150ml. Rồi sau đó là mình sẽ nhồi trộn cái khối bột này. Và đặc biệt cái màu hồng của thanh long đó các bạn, không có bao giờ giữ được cái màu. Nên mình sẽ thêm vào đó là một giọt đến hai giọt màu đỏ nha, giúp cho cái màu thanh long của mình được giữ màu khi mà bánh của mình thành phẩm. Trước khi làm bánh thì tay của mình đã rửa sạch. Mình sẽ dùng tay để nhồi cái khối bột này, nhồi đến khi nào không còn thấy bột khô và khối bột mềm mịn. Thì mình sẽ nhồi cái khối bột này từ 5 đến 7 phút thì bột của mình sẽ mềm mịn và không còn thấy bột khô. Bột nãy giờ mình nhồi khoảng là 7 phút thì không còn thấy bột khô, cũng như là bột không còn dính vào tay. Khối bột của mình lúc này rất là dẻo. Thì mình sẽ sử dụng một cái nắp hoặc là cái màng bọc thực phẩm, mình đậy cái thau này lại và cho bột của mình nghỉ trong vòng 1 tiếng nha các bạn. Sau thời gian 1 tiếng đồng hồ bột nghỉ, các bạn xem nè, bột của mình đã nở lên gấp đôi. Thì mình sẽ lấy cái khối bột ra. Rồi mình sẽ nhồi sơ lại một xíu nữa. Mình sẽ cho ra cái mặt phẳng. Thì mình sẽ chia cái khối bột này làm 10 viên bột nha. Mình cắt bột ra sau đó vo viên lại 10 viên. Đây mình chia lại thành những cái khối bột nhỏ như vậy. Bột sau khi được chia thành 10 phần bằng nhau thì lúc này mình sẽ túm bột lại một xíu và vo tròn lại.
Lần lượt mình sẽ vo tròn 10 cái viên bột này lại như vậy nha các bạn. Thì mình sẽ dùng cái màng bọc thực phẩm mình đậy bột lại cho bột đừng có bị khô. Thì cái viên bột nào mà mình đã chia bột trước thì mình sẽ lấy ra mình tạo hình trước. Thì mình sẽ lộn bột để cho cái bột ẩm được ra ngoài và cái bột khô được vào trong. Rồi lúc này mình sẽ dùng hai cái bàn tay của mình và mình vo như vậy nè các bạn, để tạo được cái chớp nhọn cho cái trái đầu tiên. Lúc này là mình đã tạo hình nha. Mình chỉnh sữa để tạo thành cái chớp nhọn cho cái trái đầu tiên nha các bạn. Mình thì cũng không có mấy là khéo tay nha. Nếu các bạn khéo tay hơn thì các bạn làm đẹp hơn mình. Khi mà được cái chớp nhọn như vậy thì mình sẽ dùng con dao cắt bột mình chia ở giữa như vậy nè. Đây là cái khe của quả đào tiên. Đó, mình cứ ấn mạnh vô. Rồi mình sẽ cho ra cái giấy nến và chỉnh sửa lại cho đẹp. Và tương tự y như vậy mình cũng sẽ làm như vậy nha các bạn. Thì sau khi tạo hình xong thì mình sẽ để cho bánh bao của mình nghỉ khoảng là 20 phút nha các bạn. Thì mình để cho bột của mình nghỉ thêm 20 phút thì bột cũng nở căng lên như vậy. Và giúp cho bánh bao được thêm phần bắt mắt thì mình sử dụng hai cái giọt phẩm màu đỏ và mình cho vào một muỗng canh nước. Rồi mình quét một xíu lên cái chớp của cái trái đào như vậy. Thì mình làm như vậy để tăng thêm cái sự bắt mắt cho cái hình của bánh bao thôi. Nếu mà các bạn không thích thì mình bỏ qua cái khâu này nha. Thì lúc này mình nên chuẩn bị một nồi nước thật là sôi để mình đem mình hấp bánh. Thì lần lượt mình sẽ cho những chiếc bánh bao vào. Rồi mình sẽ đậy nắp lại, mình hấp với lửa lớn trong vòng 12 phút để cho bánh của mình chín. Thì sau 12 phút mình hấp bánh thì bánh của mình cũng đã chín rồi đó các bạn. Đó, bánh nở lên rất là đẹp nha. Rồi thì mình sẽ lấy cái phần bánh này ra và cho những chiếc bánh còn lại hấp cho đến hết luôn nha các bạn. Đây là một dĩa bánh bao hình trái đào. Do mình cũng không có mấy là khéo tay nha. Những chiếc bánh của mình căng tròn như vậy thì nhìn cũng rất là đẹp nè các bạn. Nếu các bạn khéo tay hơn thì các bạn sẽ tạo hình những chiếc bánh bao đẹp hơn mình nha. Bánh rất là nhẹ. Và mình đã gỡ cái giấy nến ra khỏi bánh rồi đó các bạn. Thì đây là một loại bánh bao không nhân. Khi mà bánh đạt thì các bạn cầm chiếc bánh rất là nhẹ. Rồi bây giờ mình sẽ bóp chiếc bánh bao lại cho các bạn xem nè. Cái sự đàn hồi của bánh rất là tốt nha. Là bên trong bánh nở xốp rất là đều. Đó, các bạn xem bánh bao của mình bóp lại thì vẫn trở lại cái vị trí ban đầu nha. Rồi mình sẽ bẻ chiếc bánh bao ra nè. Wow, bánh của mình rất là xốp ở bên trong luôn nè các bạn, thơm lắm. Rồi mình mời các bạn cùng thưởng thức nha. Bánh rất là mềm xốp, có cái vị ngọt rất là vừa ăn, đặc biệt rất là thơm luôn các bạn. Nếu các bạn không thích màu hồng từ quả thanh long thì mình có thể thay đổi màu sắc theo cái sở thích của mình nha. Thì cái cách làm của bánh bao hình trái đào này cũng rất là đơn giản đúng không các bạn? Mình có thể tự làm không cần phải đi mua ha. Vì những ngày vía thần tài này mình thấy các cửa hàng bán những loại bánh bao này rất là đắt tiền. Nên mình quyết định là tự tay làm lấy những chiếc bánh như vậy. Trước là mình cúng thần tài để cầu một năm thật là nhiều may mắn. Rồi sau đó là mình sẽ ăn nha các bạn. Bánh vừa ngon mà vừa đẹp mắt. Còn video này mình chia sẻ đến đây cũng tạm dừng. Mình chúc cho các bạn làm thành công và ăn ngon miệng. Nếu video các bạn xem thấy hay và hữu ích thì cũng đừng quên đăng ký kênh, bấm chuông để tiếp tục theo dõi mình nha.
Mình chân thành cảm ơn các bạn đã xem. Kính chúc cho các bạn và gia đình năm mới dồi dào sức khỏe, vui vẻ và luôn thành công trong cuộc sống. Còn bây giờ mình xin chào, hẹn gặp lại các bạn.